Chào các bạn học sinh thân mến, chúng ta cùng nhau quay trở lại với chương trình tiếng Anh lớp 8 Write On. Và hôm nay chúng ta làm sách bài tập tiếng Anh lớp 8 Write On của book bài số 1, Unit 1. Nào, Unit 1, trang số 8, liên quan đến phần vocabulary từ vựng. Trong bài số 1 của chúng ta được học về city and countryside. Bây giờ chúng ta sắp xếp này, số 1 là city là thành phố, districts. Chúng ta ghi thành phố này, district là quận huyện, ok, quận huyện. Rồi chúng ta gọi là phường xã, province là tỉnh các bạn, town là thị trấn, rồi town là thị xã, thị trấn. Village là ngôi làng. Bây giờ chúng ta làm bài dưới đây là cái bài nối những cái định nghĩa ở đây về những cái câu A, B, C, D, E, F. A smaller part of a district or town. Đó là một cái gì? Một cái phần nhỏ của huyện, của quận hoặc của một thị xã. Thì đây là phường, nhà phường xã. Ward. Câu B, một phần của đất nước và nó có nhiều thành phố, nhiều thị xã, thị trấn và những ngôi làng ở trong đó là tỉnh, province. Câu C, một cái nơi mà có rất nhiều tòa nhà và có nhiều người, đây là thành phố, city. Câu D, một cái nơi có nhiều người nhỏ hơn một thành phố là gì? Là thị xã. Ok. Câu E, một cái phần nhỏ của một cái phần nhỏ hơn của một thành phố hoặc của một thị xã và nó có nhiều phường ở trong, đây là quận huyện nha, quận huyện. Câu F, một cái nơi nhỏ ở miền quê mà không có nhiều người, gọi là ngôi làng. Vậy là câu số 1, câu 1C, 1C, 2E, 3A, 4B, 5D và 6F. Số bài số 2, trang số 8, hoàn thành câu với những cái từ trong bài số 1 đó. Rồi, ok này. Kim sống trong phường An Bình nhá. Kim sống ở phường An Bình. Nó ở quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ. Quận chúng ta viết district vào đây. Câu số 2, how many cities and towns are there in Quảng Ninh province? Có bao nhiêu thành phố và thị xã ở tỉnh Quảng Ninh? Chúng ta phải điền chữ tỉnh vào đây. Câu số 3, London là một thành phố, London là thành phố lớn nhất ở nước Anh, ở Vương quốc Anh, vậy là city. Hải Châu district là quận Hải Châu ở Đà Nẵng, ở thành phố Đà Nẵng có 13 phường xã. Ward. Tôi sống ở một thị xã. Nó nhỏ hơn một thành phố nhưng to hơn một ngôi làng, village. Rồi qua bài số 3. Read the text and fill in its gap with scenery. Scenery là cảnh này. Scenery là cảnh, shop là cửa hàng. City là thành phố. Art là nghệ thuật, countryside là miền quê, chúng ta điền vô đoạn văn dưới đây, test dưới đây. Do you like, bạn thích sống, cuộc sống ở một thành phố đông đúc, busy city, or the quiet countryside, hay là một miền quê yên tĩnh? Ở Singapore bạn có thể tận hưởng tất cả những cái điều tốt nhất về thành phố, và bạn có thể ngắm nhìn rất nhiều cảnh thiên nhiên nữa, nature, thiên nhiên, thuộc về tự nhiên, thiên nhiên. You can go shopping, bạn có thể đi mua sắm ở rất nhiều cửa hàng và trung tâm thương mại, mall, trung tâm thương mại, và đi thăm bảo tàng để ngắm những tác phẩm nghệ thuật, works of art, tác phẩm nghệ thuật. You can join other tourists, bạn có thể tham gia những cái loại hình du lịch khác. And see famous sight, và ngắm những cái cảnh nổi tiếng. Sight mình dịch là cảnh đẹp, cảnh nổi tiếng ở trên những con đường đông đúc. You can also get away from pollution, bạn có thể tránh xa được ô nhiễm. Pollution là sự ô nhiễm. Học vui lớp 7 rồi. Sự ô nhiễm. Và gì, tận hưởng không khí trong lành. Enjoy some clean air. Ở nhiều công viên và vườn
vườn quốc gia. You can take photograph, bạn có thể chụp hình về những cảnh rất là đẹp, scenery, beautiful scenery nữa. Thành phố là một nơi tuyệt vời để đi thăm. Ok, read again. Do you like life in the busy cities or the quiet countryside in Singapore? You can enjoy all the best things about the city and you can see lots of nature too. You can go shopping at lots of shops and malls and visit museums to see works of art. You can join all the tourists and see famous sights on the busy streets. You can also get away from pollution and enjoy some clean air in many parks and gardens. You can take photographs of the beautiful scenery too. The city is a great place to visit. Rồi qua cái bài pronunciation, phát âm, bài số 4, trang số 8. Trong bài này chúng ta chú ý cái phần O dài và O ngắn. O dài và O ngắn. Ví dụ short là O dài. Short trong phiên âm quốc tế sẽ là chữ O mà có hai chấm như thế này. Sòng, block và top là O ngắn. Vậy chúng ta khoan một câu A khác. Sang câu số 2 chúng ta có từ walk là O dài nha, O dài. Water là O dài luôn. Small là O dài và watch là cái đồng hồ đeo tay là O ngắn. Khoan câu D. Câu số 3 cone là O dài. Watch là O dài luôn. Wall là cái tường là O ngắn. Stone là O dài và chúng ta khoan vào câu B. Sang câu số 4 rocky là O ngắn. Modern là O ngắn. Long là O ngắn và boring là O dài. Chúng ta khoan vào câu B. Rồi chúng ta xong trang số 8.